Hôm nay thế giới mọi nơi mọi chỗ đều có biến động. Kiệt ngày nào cũng khấn cha, khấn mẹ, khấn chư Phật, khấn Chúa, khấn sư phụ là Đức Thầy, Đức Phật Thầy Tăng, Đức Bình Phú Sổ, Đức Trạng Trình, Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, Đức Sư Giải Bán Khoai, Đức Thương Tử Nha, đệ tử đang ngồi đây câu cá chờ thầy, xỏ chuỗi chờ thầy. Đức thầy không xuất hiện, thế giới sẽ không có ngày bình yên. Kiệt cũng ngồi đây lẩm nhẩm hoài, quý vị cũng chán luôn á, cũng không biết làm sao. Nhưng mà thiên cơ thì mình phải gắng nhẫn nại, mình chờ ngày đó sẽ đến không có xa, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà cơ vận thì đi hàng nghìn năm, Kiệt biết rất là nhiều cơ vận, nhưng mà Kiệt biết 80-90%. Giống như ngày hôm qua Kiệt upload lên cái những ngày đầu mà lên trên mạng mà Phố Ô Sa phỏng vấn với năm 2018 mùng 3 Tết, thì Kiệt lộ thiên cơ ra đó. Thì hôm nay nó đi trúng gần 80-90% là phần của Kiệt, còn phần 20% còn lại là do cha với hội đồng chư Phật muốn giảm đi cái số lượng người chết ở quả địa cầu này. 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình.